À, mật ong cho chim uống có tốt không anh? Dạ, mật ong ấy bảo tốt thì cũng không phải, mà bảo không tốt thì cũng không phải. Thế nhưng tất cả những cái mật ong ấy thì anh em là phải dùng theo đúng điều độ. Anh em nên dùng những con chim thuần, được chưa? Nên dùng những con thuần trước và sau đi thi một ngày, ok chưa? Ví dụ như là chủ nhật đi thi thì anh em nên cho uống vào thứ sáu và thứ bảy anh em cắt, được chưa? Và khi đi thi về là anh em cho uống liền và nên pha với nước ấm cho chim uống nha. Nhưng mà không được lạm dụng. À, một số anh em là cho uống chim với đại hải à, một tuần cả ba bốn năm lần, đấy có nhiều khi uống cả tuần đấy. Thế là con chim nó bị mật ong nó rất là nóng, thấy chưa, cho nên là dùng nó quá độ và đó là nó bất lợi bất cập hại. Con chim bị xoắn lông, nhiều con chim nó bó lông, nó khó đổ, nó không đủ lông về sau à, bác tiên trần nhá. Cho nên mật ong nó rất tốt nhưng mà anh em dùng phải đúng độ, ví dụ là dùng trước khi thi một ngày và sau khi thi về chú uống liền, nó làm cho con chim nó phục hồi thể trạng nhanh đấy. Thứ hai nữa là con chim nó thanh giọng lại đấy. Nhưng mà ngoài mật ong ra thì anh em nếu như anh em nào mà biết thì có thể dùng thuốc hoa quả cũng được. Anh em có thể dùng thuốc hoa để hỗ trợ à, khi thay lông, khi mà đi thi về anh em nên cho một vài thuốc hoa và thảo dược của em ấy à, nó sẽ nhanh mà lại giọng hơn nhá. Không khuôn phân khác một cách nào dạ, những con chim mà nó chưa được khuôn phân ấy thì về điều kiện thì bác nên xem lại về cách chăm, thấy chưa? Đầu tiên là cách chăm. Còn nếu như mà nó đi phân nát hoặc là bể phân hoặc đi phân nước thì nó đau bụng là khác, còn nó phân nó chưa khuôn nó còn bể thì nó là do cái bác chăm, thì bác chắc chắn là bác đang cho ăn những cái ngưỡng và nó đang còn 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 một là thành phần đạm quá nhiều, hai là con chim bác thể trạng nó chưa đạt thì nó bị bể phân. Bác Nguyễn Đức nhá, bác nên xem lại trong hai vấn đề đó em cho hỗ trợ cho. Chào bác Nam Lê nhá. Tuấn Nguyễn, chim bạch nuôi như thế nào để có bộ lông trắng tinh hả anh? Dạ ok bác, em sẽ trả lời luôn anh. Tất cả những con chim bạch thấy chưa thì nó khác hoàn toàn với những con chim bông rừng, thấy chưa? Giữa một con chim bạch sinh sản và một con chim rừng khác nhau hoàn toàn, ok chưa? Thế thì ở cái ngưỡng mà anh em chăm một con bạch mà những cái dòng cám mà có ít sắc tố lông, đặc biệt là caroten, thì nó sẽ cho một bộ lông rất đẹp, thấy chưa? Trắng tinh. Đấy. Thứ hai là anh em cho ở cái ngưỡng là những cái thành phần trái cây giảm về cái caroten nhiều, ví dụ như là hạn chế về bình bát, đấy, thấy chưa? Hạn chế về về đủ nhiều, vẫn cho ăn nhưng mà cho ăn mật độ thưa hơn đấy, thì con chim nó ra bộ lông trắng tinh. Và nên cho ăn những dòng cám gọi là ít về sắc tố lông, thấy chưa? Ví dụ như Nam Đà Nẵng, hai là Thiên Điểu Ca đấy, đó là những cái dòng cám mà bạch có thể ăn rất là ok, được chưa? Đấy. Thứ ba nữa là dòng Nam Phở đấy. Thứ ba là dòng Nam Phở, Nam Phở dưỡng ấy, là dòng cho bạch rất là ok, ra bộ lông rất là trắng, ok chưa? Còn một số anh em mà cho ăn những cái dòng cám mà thiên về sắc tố lông đấy, thì luôn luôn lúc nào nó cũng ra màu lông hồng hồng, nó rất là bẩn, ok chưa? Nên là còn con chim bạch, con chim bông rừng ấy, thì anh em cho thoải mái, thấy chưa? Nó không như con chim bạch. Đức Đại Lê, chim hay cắn lông đuôi, cách khắc phục sao em? Dạ thầu như là các cái buổi livestream của em thì anh em quan tâm về vấn đề chim cắn đuôi rất là nhiều và bị tình trạng rất nhiều, thấy chưa? Thì thông thường là anh em hiện tại đang đầu tư và đang tìm kiếm những con chim rất là hung dữ, cho nên bản chất những con chim hung dữ thì nó xảy ra tình trạng cắn đuôi rất là nhiều. Và do cách anh em chăm sóc, đầu tiên là anh em chăm sóc con chim nó đang bị stress quá cao, thứ hai nữa là nó gặp những con chim dữ thì nó sẽ xảy ra tình trạng cắn đuôi phá hình. Đấy, bác Đức Đại Lê nhé, những con chim này thì bác cố gắng nuôi ở cái lồng rộng 60 là điều tốt nhất, thứ hai là nên tách riêng con chim ra để mật độ thưa ra, đừng để dày nó, thứ ba nữa ấy, là bác tuyệt đối không được chủ máu lồng và nên tắm hàng ngày, ok chưa? Trung Nguyễn, chim bị đau chân, nó có một chân không bị sưng, chú cho anh chị cách chữa rất đơn giản, bác chịu khó ra bẻ cho mấy cành xoan, bác Trung Nguyễn nhá, mấy cành xoan nhỏ bằng ngón tay bác cho chim đậu, được chưa? Lấy cái dao Thái Lan ấy, bác cạo sơ cái gãy vỏ cái cho em, được chưa? Ok chưa? Sau đó bác có dầu miên, bác bôi lên cầu chim đứng một tuần thả chân đúng ngay, hết ngay nhá. Tân Vạn Đức, bác này hình như là đầu tiên em gặp sao ấy, chim ho rồi chuyển qua khàn giọng, lâu quá không hết khàn, vậy cho uống gì hết khàn? Vậy Prolap. Bác ơi, tất cả những con chim mà bị ho mà nặng quá thì nó sẽ chuyển qua khàn. Thế cho nên là bác cứ điều trị ho, hết ho thì nó sẽ hết khàn. Ok chưa? Tức là cái khàn nó sẽ hết sau cái ho. Bác tân vào đây nhá. Nhưng một số anh em ấy là vô tình điều trị một số cái dòng thuốc có kháng sinh liều cao, thì tình trạng này khi con chim mà hết ho thì nó lại không hết khàn. Đấy, bác tân vào đây nhá. Điều này bác phải sử dụng một số cái dòng sản phẩm mà có thành phần thảo dược tăng cái thanh quản, thấy chưa? Ví dụ như thuốc ho và thảo dược, ví dụ như là mật ong ngâm chanh đào, ví dụ như là mật ong pha loãng mà nước ấm mà bác duy trì và bác hỗ trợ cho nó để nó lại cái da thanh quản, bác tập được nhá.
thì có thể bác an toàn hơn thì bác dùng thuốc hoạt thảo dược bên em, mà bác biết nhà bác mà có mật ong trên đào sử dụng cho vị vẫn được. Nếu như mà con chim bác đã sử dụng cái nhỏ thuốc ho mà có kháng sinh liều cao, được chưa? Quang VH nhờ thầy chỉ giúp cách khắc phục chim lắc đuôi trên giàn với ạ. Dạ, thông thường tất cả những con chim anh em nuôi xong một mùa lông thì tình trạng con chim lắc đuôi trên giàn hầu như là rất là nhiều, được chưa? Và tình trạng này là do anh em nuôi bộ lông nó yếu hai cái động lực, được chưa? Đấy, thì hoặc là anh em ra chơi hơi sớm thì con chim nó sẽ bị yếu lông và nó hay lắc cái đuôi này, và anh em hơi bị lo khi mà trong quá trình thi đấu tình trạng con chim xỉa lông bốc bô xảy ra. Đấy, bác về Quang VH nhá. Thế nhưng anh em không lo lắng, anh em cứ chăm lửa tốt, đánh đều, ổn định lửa nó vẫn cho bình thường nha. Bác Quang VH nhá. Thanh Nguyễn Phương, không biết thế nào đinh 10 giẫm rồi, chỉ sợ giẫm đinh 17 thầy tư vấn giúp em với, khỏi giẫm phải. Ôi giời ơi, giẫm thật bác. Em có một câu chuyện này. Em có một người bạn, thấy chưa? Em có một người bạn. Thế thì cũng thường xuyên là mua chim qua mạng. Thấy chưa? Nói chung là ông này thì có cái tính là hay gọi là tò mò. Đấy. Thứ hai là cái tính gọi là cũng tự ái cao. Đấy. Biết là bạn mình giỏi đấy, biết là bạn mình ok đấy, biết là bạn mình là ok đấy. Nhưng mà hỏi nhiều thì cậu ngại. Đấy, kiểu thế. Đấy, dốt. Thấy chưa? Dốt. Thế là vô tình lướt Facebook cái này, lướt Facebook cái này. Thế là ông thích con chim nào á? Ông thích lắm, đẹp lắm, ông thích lắm. Thế là cái ông kia thì cũng không phải dạng vừa. Hôm nay cái ông mà chủ chim ấy thì cũng không phải dạng vừa. Đấy chưa? Thế thì giữa một cái đinh 10 và cái đinh 17 ấy thì em nói luôn. Đấy. Thế thì anh bạn em mới hỏi là bác ấy có bán con chim không? Ừ. Thế thì lần đầu tiên là ông ấy bảo là thôi con này hay lắm để chơi. Đấy. Đấy chưa? Con này hay lắm để chơi. Thế là làm cho ông này càng ức lên. Đấy. Tạo một cái ức cho ông này, mẹ con chim nó hay thế, đẹp nữa. Trong cái suy nghĩ của ông ấy, của bạn em ấy, là nó đang thích con chim đấy. Nhưng vô tình với ông chủ chim bảo ôi mẹ con này hay lắm, anh cầm bao nhiêu con chim được, mỗi chim này hay lắm, anh để anh chơi. Nên nó làm cho cái trạng thái của cái bạn em là nó rất là tức. Đấy. Ức lên. Đấy. Thế là đóng bát 10 triệu. Đấy. Bây giờ em mua 10 triệu bác bán cho em. Đấy, tức là ông bảo không. Con này 10 triệu không bán được, để chơi chứ không bán. Đấy. Thế là nói chuyện qua nói chuyện lại cũng không được. Thế là mẹ chìm cha này làm gì ác thế, không bán chim tại mình. Lên phát 15 củ. Đấy, cũng không bán. Thấy chưa? Lên một phát 18 củ thì ông bán cho. Thấy chưa? Đấy. Ông bán cho, thế là thỏa mãn được chưa? Tới khi ông ấy gửi con chim về thì đúng là có chim đấy, nhưng lại là có chim tư. Chết dở chưa? Đấy. Bây giờ ấy là cho thì không ai lấy, mà bán thì không ai mua, mà trả lại thì không được. Làm sao trả lại được? Chim ông dí họ mua mà sao giờ trả lại được? Đúng ạ. Vậy thì đúng ra ấy là giẫm một cái 10 ra. Đấy. Tại vì các bác hiểu đây này này. Khi mình mua một con chim nào, khi mình nhìn một con chim nào ấy, thấy chưa? Thì các bác phải hình dung được cái ngôn từ sử dụng lời nói của người ta. Thấy chưa? Tất nhiên cũng chưa phải là người ta nói láo, chưa quyết định được và cũng chưa thể khẳng định được là người ta nói láo là thật, đúng không ạ? Có thể là hay với người ta. Đấy, tại vì người ta nuôi bình thường, người ta không đi thi. Đấy. Cho nên là có thể là người ta khẳng định là con chim hay với người ta. Thế nhưng mà về mình đi ra giàn, mình đi thi thì nó lại là không phải là con chim hay. Đấy, cho nên là các bác hiểu rằng không thể trách ai được, mà phải là trách bản thân mình. Đấy, cho nên là cái giẫm phải cái đinh 17 hay là cái đinh 20 thì đó là do mình. Thấy chưa? Đấy, cho nên là anh em phải mua con chim hay như thế nào ấy, là anh em phải là có một cái đường lui. Phải có một đường lui, chơi là phải chấp nhận ở cái ngưỡng đấy. Thấy chưa? Chứ còn bảo là bây giờ cái tâm lý mà khi mà một con chim mình đã thích rồi mà một ông thì dí, một ông thì chạy thì nó chẳng khác nào mà cái tình yêu. Đúng không ạ? Tình yêu thì biết rồi. Khi mình đuổi thì nó chạy, mà khi mình chạy thì nó đuổi. Đó, nguyên tắc là thế. Đúng không ạ? Ông nào mà cứ tính gọi là cứ trồng cây si thì mẹ ông nói là hay mà vớ vẩn lắm. Đúng không ạ? Ông nào mà quen cô nào mà cứ trồng cây si, có ông nào phén tới là mẹ nổi máu gan lên, là kiểu gì cũng có chuyện, nó bụp nhau thì không có chuyện gì cả. Thấy chưa? Thầy nói chuyện quá, giống như em dẫm quả đinh mất 10 củ. Rất bình thường bác Nhật Khoa. Đấy, bình thường. Phi Bạch, vậy là câu nói của thầy, có tiền không... không đúng hen thầy, kích tướng, đúng rồi, như thế.
cho nên đấy là cái gọi là cái câu nói mà một số anh em các idol bảo là đừng dạy nhà giàu tiêu tiền đấy, thấy chưa? Nhưng mà nhà giàu mà có tiền mà nhưng mà biết chơi hay không lại là một vấn đề khác, đúng không ạ? Đó, vậy chứ 18 triệu đồ các ông có tiền nó chả là gì cả, đôi khi 18 triệu bằng 18.000 ấy, nhưng mà những người người ta khó khăn, kinh tế eo hẹp, dồn mãi được 18 củ mà ông lừa mẹ đi, đúng không? Không phải thực tế không phải là lừa, nhưng mà do bản thân mình háo tiến, háo thắng và mình nhìn nhận sai, thấy chưa? Có thể là con chim người ta là hay, đấy, so với người ta cầm những con chim vậy là hay rồi, đúng không ạ? Nhưng mà con chim hay hay dở phải là già mới biết được, đúng không ạ? Còn con chim nhìn qua nhân tướng thì kể cả em ấy thôi, thấy chưa? Kể cả em đây, đấy, chỉ là những con chim tố chất và mình đặt niềm tin để còn chúa thôi, ok chưa? Trần Lập, bác Lập, trong các dòng cám, cám nào là lượng đạm vừa đủ và chim lên được đều? Dạ, bác ơi, cái này là cái tư duy nhé. Không có một dòng cám nào quy định ở cái ngưỡng này, và cũng không có ông nào mà đủ tài năng để khẳng định được điều này, ngay cả cả bản thân em, ok chưa? Đấy, nhưng mà ấy, là mình chỉ có dựa trên cái số đo tự nhiên, được chưa? Tức là theo cái cảm nhận và cái cách chăm của mình. Đấy, thì với em đó là 5 dòng cám mà em đang lan tỏa với anh em, đó là 5 dòng cám em tin tưởng nhất và ở cái ngưỡng gọi là thích hợp số đông với con chim nhất. Đấy, bác Trần Lập nhá. Chứ không có một dòng cám nào mà lượng đạm vừa đủ và chim lên được đều cả. Cái cốt yếu là con chim ăn vào có hấp thụ được hay không, có tiêu hóa được hay không, đi phân ra có chín hay không mới là cái quan trọng. Đấy, thế nhưng anh em như em thế, em phải lấy cái mặt bằng chung. Ví dụ 10 con chim thì em sẽ lấy số lượng 5, 6, 7, thấy chưa? Đấy, cho nên 5 dòng cám mà em lan tỏa với anh em đó là 5 dòng cám với em cảm nhận đó là cái mức độ nó phù hợp số đông với con chim cao hơn, được chưa? Vinh Hoan, cà rốt hấp đường phèn y tế dùng cho và chim vào lửa, anh chỉ cho em hấp cách hấp đốt đi anh. Dạ, rất đơn giản, được chưa? Rất đơn giản, không có gì khó cả. Khi anh em mua cái nồi hấp ấy, cái nồi hấp về cỡ hơn 100.000, bữa trước thì em mua 123, 130 mấy nghìn ấy, cái nồi hấp ấy, nhỏ này rất là, nó có nhẹ mà anh em cắm qua đêm được mà, thấy chưa? Anh em cứ tối như thế này, anh em rửa sạch sẽ để cắt miếng lá lát như này, anh em hấp, thấy chưa? Khi anh em hấp thì anh em rải đường phèn lên cái phương cà rốt ấy, thấy chưa? Rải đường phèn lên cà rốt để cho nó tan ra và nó ngấm một con cà rốt, được chưa? Đấy, tức là sáng sớm anh em để lấy cho chim ăn thôi. Vì sao? Anh em nên cho ăn cà rốt buổi sáng. Thứ nhất là cà rốt là anh em thấy là nó rất dễ bị thiêu và chảy nhựa. Đấy, cho nên anh em để qua đêm là sáng hôm sau con chim ăn không tốt. Đấy, cho nên anh em tốt nhất là nếu cho ăn cà rốt là nên cho ăn sáng và buổi chiều tối rút ra cho chim ngủ. Ok chưa? Đây à, chào anh, mình sử dụng khoáng gì tốt cho chim yếu chân vậy? Dạ bác ơi, con chim yếu chân nó có nhiều vấn đề. Có thể là bị căn bệnh. Đấy chưa? Bốt cắm vào ống chân. Rồi là bàn chân bị mỏng, bị nốt nó đỏ. Đấy chưa? Đấy, đó là nguyên nhân đầu tiên, nó bị đau và yếu dần. Đấy, thứ hai nữa là con chim bị khoáng, bị thiếu khoáng, thì tình trạng thiếu khoáng nó sẽ đầu tiên là nó sẽ là cắn mổ bố lồng này. Đấy, rồi có con cắn mổ lông cũng có, thấy chưa? Cho nên trong quá trình thay lông thì anh em nên dùng cái khoáng canxi của Thái này, thấy chưa? Nên dùng khoáng canxi này trong quá trình thay lông. Cái này nó không phải là thuốc mà cái này nó bổ trợ trong thay lông và bổ trợ thể trạng hàng ngày nhé. Chào bác Ngai Ngô nha, chào anh em Bắc Giang nhé.